chưa có admit, nó cứ rải rác nhiều bạn đang chờ admit. Rồi hôm nay mình sẽ học cái bài sóc phản vệ, cái cần mở lớn không hay vậy là được rồi. Rồi mục tiêu của cái bài này thì sau khi mình học xong thì mình phải có nắm được năm cái mục tiêu chính ha. Thứ nhất là các bạn phải viết được định nghĩa sốc phản vệ là gì, nguyên nhân có bao nhiêu nguyên nhân gây ra sốc. Cái thứ hai là phải biết được triệu chứng lâm sàng, sốc phản vệ có biểu hiện lâm sàng như thế nào và cái phân độ sốc phản vệ hiện nay như thế nào, phân độ theo cái mới nhất hiện nay như thế nào. Thứ ba, cái quan trọng nhất của cái bài sốc phản vệ đó là các bạn phải biết được nguyên tắc điều trị sốc phản vệ ha. Thì theo bộ quy định của Bộ Y tế 2017 trước đây của mình, phác đồ điều trị sốc phản vệ của Bộ Y tế ban hành đó là năm 1999. Tuy nhiên đến năm 2017 thì Bộ Y tế mình đã đưa ra những cái thay đổi, những cái bổ sung mới, cập nhật mới, theo thế giới hiện giờ thế giới đang làm gì. Đã cập nhật những cái mới là năm 2017. Chút xíu nữa cái slide bài của mình sẽ có nói. Rồi cái này là mục tiêu quan trọng nhất của bài này ha. Và cái thứ tư là các bạn, chị sẽ giới thiệu cho các bạn biết một cái hộp thuốc cấp cứu sốc phản vệ gồm có những cái gì ở trong đó. Cái chuyện này cũng rất quan trọng, tại vì hầu tất cả những cái cơ sở hành nghề liên quan đến y dược thì đều phải có cái hộp cấp cứu phản vệ này. Và cái mục tiêu thứ năm là làm sao để phòng ngừa cái phản vệ tốt nhất để đừng có xảy ra cái phản vệ, đặc biệt là đừng có để bệnh nhân vào sốc phản vệ. Rồi thì cái sốc phản vệ, cái tiếng Anh á, khi bạn nào mà đọc sách nước ngoài á thì các bạn sẽ làm quen với cái từ đó là anaphylaxis. Anaphylaxis tức là phản ứng phản gọi là một cái quá phản ứng quá mẫn là một cái phản ứng quá mẫn. Thì sốc phản vệ của mình nó sẽ có sốc phản ứng quá mẫn trong cái đề nhắc về sinh lý của mình đó. Thì phản ứng quá mẫn nó sẽ chia thành 4 tiếp. Có một số tác giả thì người ta phân thành 5 tiếp. Tuy nhiên hầu hết những cái mà nghiên cứu hiện nay người ta đều đồng thuận đó là phản ứng quá mẫn thì gồm có 4 tiếp. Thì trong đó phản ứng quá mẫn dị ứng đó, anaphylaxis là thuộc phản ứng quá mẫn tiếp 1. Và cái thời gian mà xuất hiện thì các bạn thấy nó rất là nhanh, có thể vài giây đồng hồ sau khi tiếp xúc với dị nguyên là đã xảy ra phản ứng rồi. Và cũng có những cái phản ứng quá mẫn chậm, nó có thể sau vài giờ nó mới xảy ra phản ứng. Và những biểu hiện lâm sàng của cái phản ứng quá mẫn thì nó biểu hiện rất là phức tạp và theo từng mức độ, từ nhẹ và nặng nhất là có thể tử vong. Cho nên có một cái bệnh nhân có thể có phản ứng quá mẫn nặng là có thể tử vong nhanh chóng. Thì nhắc sơ về lịch sử thì cái từ mà anaphylaxis á, mà phản ứng khi là con người mình nghĩ tới á, là từ thập niên từ thế kỷ thứ 19, 20 thế kỷ thứ, đầu thế kỷ thứ 20 do tác giả Bourdieu và Richet thì ổng thí nghiệm trên cái con mô hình của con chó. Ổng tiêm cái nọc độc của con sứa biển lên chó và ổng ghi nhận những cái dị ứng, những cái phản ứng xảy ra trên cái con chó đó. Và ổng đặt cái từ đó là thuật ngữ anaphylaxis hoặc là aphylaxis là cái thuật ngữ đầu tiên của phản ứng quá mẫn. Và cái phản ứng quá mẫn này ổng ghi nhận nó qua tương tác thông qua đa phần là qua trung gian IgE, nhưng cũng có một cái phản ứng thông qua trung gian IgE. Vậy thì qua trung gian IgE là gì? Chị nghe rồi chứ không còn gì nữa. Rồi chị cho vô hết rồi, các bạn nói chị nghe hết rồi.
Bạn nào không ấy thì tắt lại, tắt cái mic, thì trong quá trình chị giảng bài tắt cái mic, còn có gì thắc mắc thì nhà mình phải mở lên ha. Rồi thì phản ứng qua trung gian Easier là gì và không qua trung gian Easier là cái gì? Thì đây là cái mô hình giải thích cho cái cơ chế xảy ra hầu hết ở cái phản ứng quá mẫn tiếp 1. Đó là cơ chế qua trung gian Easier. Bây giờ qua trung gian Easier nó xảy ra như thế nào? Ví dụ khi một cái dị nguyên, nó xâm nhập vào cơ thể người, thì cái nhiệm vụ của các tế bào bạch cầu nó sẽ làm việc. Thì trong đó là các tế bào của hệ lympho nha, các tế bào lympho, thì trong đó là tế bào lympho T. Tế bào lympho T này nó có vai trò gì? Nó sẽ nhận diện cái kháng nguyên, nó nhận diện cái kháng nguyên dưới sự tác động của cái thành phần ATC là một cái receptor, nó sẽ giúp nó nhận diện kháng nguyên. Sau khi tế bào C này nó nhận diện và nó thực bào cái kháng nguyên, thì nó sẽ sản xuất ra những cái hóa chất trung gian. Thì trong đó hai cái hóa chất trung gian chính là interleukin 14 và interleukin 4 và interleukin 13. Chính interleukin này nó sẽ kích ứng cái tế bào lympho B sản xuất ra cái màu đỏ đỏ này nè. Màu đỏ đỏ này tức là cái kháng thể đặc hiệu. Cái kháng thể đặc hiệu này để làm gì? Nó sẽ gắn lên trên cái bề mặt tế bào lympho B, và chính cái kháng thể này nè nó sẽ giúp nó tiêu diệt các kháng nguyên tiếp theo xâm nhập vô. Nếu một cái cơ thể bình thường thì cái chuyện này nó sẽ chấm dứt. Tuy nhiên ở những cái cơ thể đặc biệt, người ta gọi là cái cơ thể mà mẫn cảm đó, tại vì có những người không dị ứng, ví dụ như ăn hải sản chẳng hạn, không bị sao cả, không dị ứng. Nhưng có những người, một số người ăn vô là bị dị ứng. Thì những cái người dị ứng đó người ta gọi là cơ thể đặc biệt, tức là cái cơ thể quá mẫn cảm. Quá mẫn cảm. Thì những cái cơ thể mà quá mẫn cảm đó thì cái chuyện mà sản xuất ra cái kháng thể của tế bào B nó quá nhiều. Ở ngoài cái chuyện nó gắn lên tế bào B để nó tiêu diệt dị nguyên, thì cái hàng loạt cái kháng thể, cái màu xanh xanh này nè, nó sẽ sản xuất ra rất nhiều cái kháng nguyên, kháng thể này. Và cái kháng thể này nó sẽ đi vào máu, nó lưu hành vào máu và nó đi khắp mọi nơi trong cơ thể. Nó đi khắp mọi nơi trong cơ thể. Cái hình mô hình này các bạn thấy nó đi khắp mọi nơi. Và nó không phải nó đi không, mà nó đi rồi nó đến, những cái tế bào đích của nó, giống như cái nhà của nó vậy đó. Thì tế bào đích của nó là những cái tế bào màu tím này nè. Tế bào màu tím này, thì cái kháng thể đó nó sẽ gắn vào những cái tế bào màu tím. Thì tế bào màu tím này là gì? Đó là tế bào mast cell hoặc là basophil, mast cell hoặc là basophil, và nó gắn lên tại vì nó có cái receptor đặc hiệu riêng biệt cho cái kháng thân thể, nên nó gắn lên đây. Nào, khi mình thấy nó ở trong phổi, trên da, trên ruột, trên thành mạch máu. Rồi những kháng thể này nó nằm ở đây, thì khi những cái kháng nguyên lần, ví dụ như một lần nữa, lần sau đó hoặc những lần sau tiếp, khi cơ thể bị cái chính cái kháng nguyên ban đầu xâm nhập vô, thì nó sẽ kích ứng cái trí nhớ miễn dịch. Cái trí nhớ miễn dịch này thì những cái kháng thể này nó sẽ hoạt động ngay lập tức, nó bắt dị nguyên, và khi đó nó sẽ xảy ra hàng loạt các phản ứng, chứ nó không đi qua cái con đường tế bào T và tế bào B nữa, nó trực tiếp vô cái tế bào mast cell hoặc là basophil, và nó sẽ phóng thích ra những cái hóa chất trung gian, và từ đó nó sẽ gây ra những cái triệu chứng lâm sàng của cái phản ứng dị nguyên ứng. Thì đây chính là con đường qua trung gian Easier, là con đường hay gặp nhất của phản ứng dị ứng. Rồi. Thì đó, còn cái cơ chế mà không qua Easier thì cũng có đóng vai trò trong phản ứng quá mẫn, tuy nhiên nó không nhiều. Và không qua Easier thì nó sẽ tác dụng trực tiếp lên bạch cầu ái toan, bạch cầu ái kiềm, hoặc là những cái bổ thể. Cái này thì nó ít hơn, nó không phải là chính. Rồi. Thì khi mà kháng nguyên tế bào, kháng nguyên nó kết hợp với những cái tế bào và lympho T như nãy trong cái mô hình đó, thì nó sẽ tiết ra những cái interleukin, thì nãy chị nói đó là interleukin 4 và interleukin 13. Và nó sản xuất ra IgE. Đó. Thì cái này. Thì
Người ta nói là cái cơ thể nào nó sẽ sản xuất ra quá nhiều, tức là cơ thể mẫn cảm. Thì cơ thể mẫn cảm nó sẽ có những cái một số yếu tố, ví dụ như nó có tính di truyền, Học ban, học ban. nó có tính di truyền, nó có tính môi trường, hoặc là nó có những cái trigger, những cái kích ứng, nó khởi phát lên cái chuyện mà sản xuất ra cái kháng nguyên, hàng loạt cái kháng nguyên. Rồi. Ví dụ những cái trigger gì, trigger ví dụ như nhiễm trùng chẳng hạn. Hoặc là cái trigger ví dụ như cái bản thân của người châu Âu, người ta nghiên cứu cái bản thân của người châu Âu nè, hoặc là Bắc Mỹ nè, thì ít nhiễm trùng nên là nó sẽ dễ bị thay thế cái cơ chế TH1 bằng TH2. Do đó những cái nhóm trẻ mà ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ á, thường hay dễ bị dị ứng hơn là cái nhóm châu Á. Nên là thường thường người ta nói vui đó là gì, ở giờ thì ít bị bệnh, ít bị nhiễm trùng, quên xin lỗi, ít bị dị ứng là vậy đó. Nó ít bị cái dị ứng, dân châu Á nên cái tần suất dị ứng của mình không nhiều bằng cái dân châu Âu hoặc là Bắc Mỹ. Rồi, cái hình sơ đồ này thì nó lấy một cái thí nghiệm, nó đo sau khi mà một cái cơ thể của cái vật thí nghiệm đó đó được tiếp xúc với nghiệm nghi, thì nó sẽ sát sinh ra hàng loạt các hóa chất trung gian. Thì cái này nó sẽ lấy mô hình, nó đo nồng độ của những hóa chất trung gian, ví dụ như hóa chất trung gian histamine, hóa chất trung gian leucotriene chẳng hạn. Thì nó đo ở những cái thời điểm, ví dụ sau tiếp xúc nghiệm nghi, đây là giờ thứ không, sau đó khoảng chừng bao nhiêu phút, rồi sau 4 giờ, sau 8 giờ hay sau 12 giờ, người ta đo những cái nồng độ histamine và leucotriene. Ví dụ như màu xanh là histamine nè, đó. Màu đỏ là leucotriene đó, để người ta đo cái nồng độ hóa chất trung gian này, nồng độ đỉnh của nó là bao lâu sau tiếp xúc tự nhiên để người ta ước đoán. Rồi thì những cái bây giờ mình sẽ qua những cái nguyên nhân của cái dị ứng, những cái nguyên nhân mà gây dị ứng. Thì cái này là cái bản tóm tắt những cái tác nhân mà có thể gây dị ứng. Ví dụ những cái thành phần của cây, những cái hạt, những cái phấn, hoặc là thực phẩm, hoặc là thuốc, hoặc là những cái côn trùng, hoặc là lông thú, lông động vật. Thì đó là những cái yếu tố mà có thể gây dị ứng. Ví dụ như đây, thức ăn ví dụ như mình hay gặp này, đồ biển, các loại đậu, trứng, sữa đồ biển. Côn trùng thì hay gặp đó là ong, ong mình có nguyên một cái bài điều trị sốc phản vệ do ong đốt. Ong là cái thành phần mà độc tố của ong là nó hay gây dị ứng nhất. Rồi thuốc thì ví dụ như kháng sinh, kháng viêm, vaccine đó, hoặc là thuốc cản quang. Tất cả những loại thuốc này có tần suất gây phản ứng dị ứng rất cao. Hoặc là những cái vật liệu khác, ví dụ hạt latex kim loại. Đôi khi thỉnh thoảng sẽ gặp những cái trường hợp dị ứng, ví dụ như do thay đổi nhiệt độ này, vận động, hoặc xạ truyền những cái sản phẩm máu. Có những cái người chỉ cần thay đổi nhiệt độ là có thể có những cái phản ứng dị ứng. Thì đây người ta diễn những cái dị ứng về gelatin. Gelatin này các bạn biết rồi, nó là một dạng protein, đúng không? Dạng protein. Của đều thường là từ chiết xuất nhiều ở trứng gà. Thì trong cái thành phần vaccine của mRNA, tức là sỏi quai bị rubella, cái vaccine này hiện tại của Việt Nam mình vẫn có nè, thì nó được nuôi cấy ổn định trên cái môi trường gelatin, cho nên đôi khi bệnh nhân mà có tiền căn dị ứng trứng gà. Tiền căn dị ứng trứng gà thì khi mà tiêm ngừa vaccine mà được nuôi ổn định trên cái môi trường gelatin thì có thể xảy ra phản ứng phản vệ. Nên phải cái nó khi mà bệnh nhân đi chích ngừa, nó sẽ có một cái list các bạn để liệt kê để hỏi tiền căn dị ứng. Hoặc là gelatin này các bạn còn biết là nó thể có nó dùng trong cái ngành sản xuất dược liệu của mình đó, nó sản xuất ra những cái viên nhộng, những cái thuốc mà dạng viên nhộng đó đó, thì cũng có thể bệnh nhân dị ứng gelatin chứ không phải dị ứng với kháng sinh, cũng có thể biểu hiện dị ứng. Rồi latex tức là nhựa ha, nhựa nhựa latex cũng có thể có dị ứng. Đậu phộng
À, đậu phộng ở dân số châu Á mình thì cái tỷ lệ đậu phộng dị ứng đậu phộng không nhiều. À, tuy nhiên ở Hoa Kỳ cái vấn đề dị ứng với đậu phộng và các loại hạt, ví dụ như là hạt óc chó, hạt các loại hạt đó, thì cái tỷ lệ dị ứng do hạt của tụi dân châu Hoa Kỳ hoặc là bà châu Mỹ, à, châu Âu đó khá cao. Rồi cái đó là mình qua cái mục tiêu thứ hai. Tiêu thứ hai là biểu hiện lâm sàng. Lâm sàng của dị ứng à, hay là phản ứng phản vệ đó, thì mà nãy chị cũng đã giới thiệu cho các bạn, có thể sự xảy ra tích tắc trong vòng vài giây, cũng có thể trong vòng vài giờ, cũng có thể biểu hiện trễ hơn sau 12 giờ à, nên cái mình biết cái thời điểm nó xảy ra, mình sẽ biết để mình lập cái kế hoạch mình theo dõi cái bệnh nhân, đặc biệt là những cái bệnh nhân có tiền căn dị ứng. Đó. Cái bảng này thì nó hơi nhỏ một xíu, cái đó chút xíu nữa. Đây ví dụ, hồi nãy mình nhớ lại cái hình sơ đồ sinh lý, cái những cái tế bào màu tím tím á là những cái tế bào mast cell hoặc là mesophyll, nó nằm ở da, nó nằm ở đường hô hấp, nó nằm ở trên ruột, nó nằm ở trên thành mạch máu. Vậy thì khi có phản ứng quá mẫn xảy ra thì nó sẽ có biểu hiện toàn thân, ví dụ ở da thì biểu hiện ở da niêm. À, những cái bệnh nhân phản ứng mẫn dị ứng sẽ có biểu hiện mề đay, phù mạch, ngứa. Ví dụ trên đường hô hấp, bệnh nhân sẽ có khó thở, khò khè, suy hô hấp. Ở trên tiêu hóa, ở trên ruột thì có buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy. Ở trên hệ tim mạch, mạch máu thì bệnh nhân sẽ bị tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim à, và thiếu oxy não có thể gây ngất. Đó, thì đây là cái bản triệu chứng lâm sàng mô tả kỹ hơn cho các bạn biết ở da có gì, tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, và ngoài ra còn có những cái cơ quan khác. Vậy tóm lại, một cái phản ứng quá mẫn, một cái phản ứng phản vệ, nó có thể biểu hiện toàn thân à, biểu hiện toàn thân. Rồi à, phân độ hiện tại là theo cái và cái Bộ Y tế, cái phác đồ phần phản vệ của Bộ Y tế mình, thì sốc sốc phản vệ người ta phân thành 4 độ ha, gồm có độ 1, độ 2, độ 3 và độ 4. Các bạn khi mà các bạn lên mạng các bạn coi thì các bạn phải coi coi cái bài các bạn kiếm á, đó là phác đồ bộ sốc phản vệ của năm nào. Nếu các bạn coi năm 1999 là cũ rồi ha, thì cái đó các bạn bỏ đi ha. Giờ hiện tại theo bản hành toàn quốc của mình đó là 2017 thì có gồm có 4 độ ha. Độ 1 thì chỉ có triệu chứng tại da thôi. Độ 2 thì sẽ có 2 trong 4 triệu chứng, tức là triệu chứng da, triệu chứng hô hấp, triệu chứng tiêu hóa hoặc là triệu chứng của tim mạch nhưng huyết áp chưa có bị tụt à, chỉ là rối loạn nhịp tim hoặc là loạn nhịp. Rồi độ 3 là suy hấp nặng à, suy hấp nặng à, tắc nghẽn đường thở nặng hoặc là tổn thương thần kinh hoặc là biểu hiện của sốc. À, 1 trong 4 cái này à, và độ 4 là ngưng hô hấp, ngưng tuần hoàn, tức là ngưng tim, ngưng thở. Có những cái bệnh nhân phản ứng nặng tới mức là sau khi tiếp xúc dị nguyên xong là đột ngột ngưng tim, ngưng thở à, đó. Thì đó là 4 phân độ, 4 cái độ sốc phản vệ của phản ứng phản vệ mới. Thì à, cái bản này mô tả thêm, vậy thì những cái triệu chứng nào của một cái bệnh nhi dị ứng cần phải nhập viện. À, thì đây ví dụ như suy hô hấp à, mấy cái dấu hiệu này là suy hô hấp. Thứ hai là dấu hiệu này là rối loạn nhịp. Thứ ba là tụt huyết áp. Thứ tư là rối loạn tri giác, là bắt buộc phải vô viện ha. Rồi. Đây là cái bảng mô tả tại ở nhi nó hơi có một cái rắc rối, đó là tần số tim và huyết áp nó sẽ thay đổi theo tuổi à, tần số tim và huyết áp nó sẽ theo tuổi chứ nó không như người lớn, cho nên ở ở trẻ em thì nó hơi có ra những cái lắc nhắc, các bạn cần phải nhớ à, ví dụ như dưới 12 tháng, từ 1 tuổi đến 2 tuổi nè, nhịp tim bình thường là 140 à, hoặc là trẻ mà trên 12 tuổi thì nhịp tim gần gần như người lớn à, tương tự huyết áp cũng vậy ha. Trẻ 10 tuổi là huyết áp như người lớn à, còn từ 1 tuổi tới 10 tuổi thì huyết áp nó theo con số là 70 cộng 2N. Ví dụ như bệnh nhân 4 tuổi thì là 2 nhân 4 bằng 8, 8 cộng cho 70 là 78.
ví dụ như bệnh nhân 4 tuổi huyết áp phải dưới 78 thì mới là tụt. Còn trẻ từ dưới 1 tuổi thì huyết áp tâm thu, huyết áp tâm thu dưới 70 gọi là tụt. Nhớ con nít nó hơi lắc nhắc như vậy phải nhớ. Rồi, thì cái mình biết rồi, độ dị ứng, ứng phản vệ có 4 độ, 1, 2, 3, 4. Tuy nhiên, các bạn biết diễn tiến lâm sàng nó không có theo từng mức. Không phải là từ độ 1 rồi qua độ 2 rồi qua độ 3 rồi qua độ 4, không có. Nó sẽ có thể sau khi tiếp xúc dị nguyên thì có thể đột ngột qua độ 4 luôn, hoặc sau khi tiếp xúc dị nguyên bệnh nhân vô độ 3 luôn, không có theo cái thời gian diễn tiến theo từng độ ha, nên mình phải cẩn thận cái chuyện đó. Rồi, và như vậy trong các độ đó thì sốc phản vệ là cái mà các bạn cần phải nhận diện sớm và các bạn xử trí kịp thời. Và sốc phản vệ là mức độ nặng ha. Còn ngưng tim ngưng thở là hầu như là nó cũng nặng lắm rồi ha. Thì và cái ngưng tim ngưng thở thì cái tỷ lệ thành công của mình không có nhiều, tỷ lệ thành công của mình không có nhiều. Mà chủ yếu là mình phát hiện cái giai đoạn mà sốc phản vệ mình xử trí kịp thời thì tiên lượng khá tốt. Rồi, thì sốc phản vệ là gì? Là do đột ngột giãn toàn bộ mạch máu, trương lực thành mạch toàn thân đó, giãn đột ngột và có thể gây tử vong nếu mình không nhận diện và xử trí kịp thời. Thì cái bản này nó được xuất hiện từ những cái nghiên cứu như thuốc, thức ăn, ong đốt. Người ta nghiên cứu và sau khi tiếp xúc với thuốc thì thời gian xảy ra triệu chứng là bao nhiêu. Đó. Rồi. Nó sắp hết cái giờ out rồi, có chút xíu nữa khoảng chừng 5 phút nữa các bạn đi out ra rồi các bạn vô lại giùm chị. Thì cái này chỉ là cũng là thí nghiệm thôi, thôi cái này thôi các bạn không cần quan tâm đâu. Rồi, về chẩn đoán, thứ nhất là phải có làm sao chẩn đoán một phản ứng phản vệ. Thứ nhất là phải có tiếp xúc dị nguyên, phải có tiền bị lâm bệnh sử tiếp xúc với dị nguyên. Thứ hai là lâm sàng. Lâm sàng thì nó có những bốn cái nhóm triệu chứng, bốn mức độ đó, độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 các bạn cần phải nắm. Về cận lâm sàng, cái này là về nghiên cứu thôi. Mình xét nghiệm mình tìm Trista ở máu hoặc là mình thử cái chất N-methylhistamine ở nước tiểu, nhưng mà thực tế lâm sàng của mình không có làm hai cái chuyện này. Mình chẩn đoán phản ứng phản vệ hoặc là sốc phản vệ thì sẽ dựa vô bệnh sử và triệu chứng lâm sàng là chính. Rồi, về chẩn đoán phân biệt một cái sốc thì luôn chị luôn luôn có một cái bài sốc tiếp cận sốc chung. Thì trong cái sốc phản vệ mình sẽ phân biệt với bốn cái nhóm sốc còn lại, ví dụ như sốc tim, sốc giảm thể tích, sốc nhiễm khuẩn, hoặc là những cái bệnh nhân về hạ đường huyết. Đôi khi triệu chứng hạ đường huyết cũng biểu hiện giống giống vậy, mình phải dựa vô bệnh sử. Rồi, việc phát biểu được đối với tiên lượng của bệnh nhân dị ứng hoặc là phản vệ nói chung tốt khi phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Phát hiện sớm, xử trí đúng và kịp thời thì tiên lượng bệnh nhân sẽ tốt. Bây giờ mình sẽ qua cái phần quan trọng nhất, mục tiêu quan trọng nhất của cái bài này, đó là xử trí sốc phản vệ. Thì cái hình này nó sẽ gồm có hai bên, bên màu, bên không màu. Bên không màu là cái lưu phát đồ cũ chị đưa ra đây để cho các bạn nhớ, nhắc các bạn nhiều lúc các bạn lên mạng các bạn tìm phát đồ cũ các bạn bỏ đi ha. Phát đồ bên này không màu đó là 1999 rồi, còn cái phát đồ bên này là của 2017, nó hướng dẫn mình xử trí từ độ 1 cho đến độ 4. Rồi mình sẽ vô từng độ 1. Đây, bây giờ độ 1 tức là nhẹ, triệu chứng tại da thôi, thì mình sẽ làm cái gì? Triệu chứng dị ứng thì chỉ theo dõi, chưa có cần nhập viện. Theo dõi chưa cần nhập viện. Mình sẽ dùng antihistamine, tức là difenhydramine cho uống, kết hợp với corticoid tức là methylene đến methylene dạng uống và theo dõi. Có thể theo dõi tại bệnh viện 4-6 giờ sau khi ổn cho xuất viện, không cần nhập. Rồi, độ 2. Độ 2, độ 2 nãy mình nói đó là chưa sốc. Độ 2 là có triệu chứng nặng, 2 trong 4 nhóm triệu chứng mà chưa có sốc.
À, đó là nó có mô tả cụ thể này đây, khó thở, đau bụng à, thì độ 2 là xử trí ngay lập tức adrenaline tiêm adrenaline cái này nó khác với bộ y tế cũ 1999 là độ 2 không có xài AR à, còn phác đồ 2017 là độ 2 phải xài AR ngay lập tức. Cái này là cái mới à, cái bổ sung mới của à, các bạn lưu ý. Rồi còn độ 3 tức là có sốc thì chắc chắn là phải xài AR rồi à, thì đây là cái điểm thứ nhất mới của Bộ Y tế. Rồi cái thứ hai là AR xài như thế nào, thì đối với trẻ em nó có liều, nhưng mà đối với trẻ em các bạn nhớ 1/5, ví dụ sơ sinh chẳng hạn 1/5, còn trẻ em thì khoảng 1/3, người lớn là 1/2, và lặp lại 1-3 đến 5 phút à. Và cái điểm mới, cái điểm này, điều này thì cũ nè, một cái điểm mới là gì, cái bộ y tế cũ AR là người ta kêu tiêm dưới da, tuy nhiên cái phác đồ mới 2017 AR là tiêm bắp, nhớ ha, tiêm bắp à, tiêm bắp à, và có thể 2 lần. Nếu sau 2 lần tiêm bắp AR mà không cải thiện thì sẽ truyền AR, truyền nha, truyền chứ không phải là tiêm tĩnh mạch nha, truyền tĩnh mạch à. Đó là cái mới của Bộ Y tế 2017. Đây giờ cụ thể luôn, đây độ 1 nhẹ thì chỉ có cho ăn tiết histamine và corticoid thôi à, đó đó độ 1. Rồi đây nhẹ thì chỉ cho corticoid hoặc ăn tiết histamine thôi, theo dõi ha. Đối với những trường hợp mà có tiền căn dị ứng thì có thể phải theo dõi 24 giờ à. Thì các bạn thấy nè, nhẹ là gì, triệu chứng tại da niêm à, môi phù môi nè, sẵn cái này người ta gọi là hồng ban ha, hồng ban. Rồi đó. Rồi qua thứ hai là độ 2-3. Độ 2-3 thì ngay lập tức là ngưng, ví dụ bệnh nhân do thuốc thì mình phải ngưng thuốc rồi gọi gọi cấp cứu, gọi hỗ trợ và cho bệnh nhân nằm xuống và ngay lập tức tiêm AR à, AR nãy mình nói 1/5 đến 1/3 ống thì cái liều thực tế là 0,01 ml bậc ký à. AR này nồng độ là 1/1000 nha các bạn. Rồi và tiêm à, tiêm à, song song với chuyện tiêm AR là phải thiết lập đường truyền tĩnh mạch, và nếu bệnh nhân có khó thở hoặc là sốc thì chắc cho thở oxy. Rồi nếu sau khi tiêm AR mà không hết, tức là sau 2 liều AR tiêm bắp mà bệnh nhân chưa ra được sốc thì phải truyền adrenaline à. Rồi có thể truyền dịch chống sốc, và song song với chuyện AR là luôn luôn phải cho corticoid tức là methotrexate solo và diphenhydramine à. Và cuối cùng là phải hội chẩn và chắc chắn bệnh nhân này sẽ nằm ở hồi sức tăng cường, hồi sức châm, hồi sức tích cực rồi à, hồi sức cấp cứu rồi, không có nằm ở vòng ngoài được. Đó là độ 3. Đây thì từng cái ha, AR rồi nè, AR là các bạn luôn nhớ sốc phản vệ, AR là thuốc thiết yếu quan trọng và hàng đầu, không phải là những cái khác nha. Cho nên luôn luôn phải cho, khi bạn xác định bệnh nhân này sốc dị phản ứng phản vệ ở độ 2 hoặc độ 3 thì nhanh chóng ngay lập tức cho bệnh nhân được tiêm adrenaline, tiêm bắp. Tại vì cơ chế của AR đó là co mạch, nó tác dụng lên cụ thể alpha à, ở trên cái thành mạch máu à, nó giúp làm co mạch à, làm co mạch. Tại vì sao, phản ứng phản vệ là do tác dụng của dạng histamine hoặc là leukotriene à, những cái mà hóa chất trung gian đó, nó làm giãn mạch toàn thân, thì mình dùng một cái thuốc làm co mạch máu lại để nâng huyết áp, giảm phù nề à, là một. Cái tác dụng thứ hai của AR đó là nó làm tăng sức cơ bóp cơ tim à, nó tác dụng lên cụ thể beta 1 của cái cơ tim à, giúp tăng cường sức co bóp cơ tim à. Rồi cái tác dụng thứ ba của AR đó là nó giúp làm giãn bớt cái phế quản, tại vì trong cái dị ứng cái phế quản với tác dụng của hóa chất trung gian, các cái phế quản nó sẽ bị co thắt, thì cái AR nó có tác dụng làm giãn cái phế quản ra à, và nó có tác dụng nữa đó là phòng ngừa phóng thích các hóa chất trung gian từ cái tế bào mast cell à, cái tác dụng này rất quan trọng à, cái tác dụng này rất quan trọng để điều cho bệnh nhân hết khó thở à. Và tóm lại các bạn luôn nhớ, dị ứng hay nói chung là phản vệ, tức là có giãn mạch
và mình điều trị là làm sao đó mình làm co mạch lại. Đó là cái cơ chế. Rồi, thì cái này thì nãy chị cũng nói rồi. Bộ y tế cũ là 1999, AR là tim dưới da. À, rồi. À, và 10 đến 15 phút mình thấy mình sao? Bộ y tế cũ mình cho là khá là lâu, 10 đến 15 phút mới cho tiêm nhắc. À, còn cái mới của mình là 3 đến 5 phút. À. Tại sao người ta thay đổi? Bởi vì người ta qua cái quá trình người ta nghiên cứu, người ta thấy nếu mà tiêm bắp thì nó sẽ hiệu quả hơn tiêm dưới da. Cái thứ hai à, là cái thời gian tiêm đó, cái liều AR nhiều à, à, cái liều AR cho mà nhanh thì nó sẽ giúp bệnh nhân cải thiện cái tình trạng giãn mạch máu của bệnh nhân. Rồi. À, thì đây nhắc lại một lần nữa, Bộ Y tế 2017 AR tiêm bắp cho độ phản ứng từ độ 2 trở lên. À, và một cái điều lưu ý đó là AR này nè, không phải chỉ phải đợi y lệnh bác sĩ mà điều dưỡng, à, điều dưỡng là cái hoặc là những cái người sau này các bạn về hành nghề y tế, các bạn đi à, các bạn làm ở những cơ sở cung, à, ví dụ trạm y tế, những cơ sở mà tuyến trước thì các bạn có quyền chỉ định cho AR, à, không phải phải bác sĩ chuyên khoa mới được cho, à, không có chuyện đó, à, các bạn có quyền cho AR. Rồi thì đây là cái bản tóm tắt cái liều thôi, à, cụ thể nó rất là ví dụ sơ sinh trẻ dưới 10 kg thì liều mà đúng nhất là bao nhiêu ha? Thì khoảng 1/5 ống nữa mình nói rồi. À.